Kính thưa quý vị, Trung Cộng tuyên bố các cáo buộc của tờ báo New York Times là vô trách nhiệm, tin từ Bắc Kinh. Trung Cộng nói rằng những cáo buộc của tờ báo New York Times cho rằng tin tặc Trung Cộng đã liên tục tấn công máy tính của tờ báo này trong vòng 4 tháng qua, kể từ khi tờ báo đăng một câu chuyện về Thủ tướng Ôn Gia Bảo là vô trách nhiệm. Trong bản tin hôm qua, New York Times khẳng định là các vụ tấn công xảy ra ngay sau khi tờ báo đăng bài viết ngày 25 tháng 10 năm 2012 về tài sản của gia đình của đương kim Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Theo đó, những người thân của ông Ôn Gia Bảo nắm trong tay hàng tỷ Mỹ Kim qua các giao dịch thương mại. Cụ thể, các khoản đầu tư của vợ con ông Ôn Gia Bảo cùng với nhiều người khác vào các lĩnh vực ngân hàng, đá quý và viễn thông lên đến ít nhất 2.7 tỷ Mỹ Kim. Trong vòng 4 tháng, tin tặc đã thâm nhập vào hệ thống máy tính của tờ báo Hoa Kỳ, đánh cắp mật khẩu và đặc biệt tập trung vào các bức thư điện tử của ông David Barbosa, là trưởng văn phòng của tờ báo tại Thượng Hải, là tác giả bài điều tra. Máy tính của hơn 50 nhân viên của tờ báo New York Times cũng đã bị dòm ngó, trong đó có nguyên trưởng văn phòng tờ báo tại Bắc Kinh, ông Jim Yawley. Điều khiến cho New York Times lưu ý là tin tặc chỉ quan tâm đến cuộc điều tra về tài sản của ông Ôn Gia Bảo mà thôi. Các dữ liệu về khách hàng của tờ báo đã không bị đánh cắp. Ngược lại, thư điện tử, tài liệu trong tài khoản email của hai nhà báo Barbosa và Yawley là hai nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra đã bị đánh cắp. Có dấu hiệu là tin tặc muốn tìm tên tuổi của những ai đã cung cấp thông tin cho nhà báo Barbosa. Theo tờ báo New York Times, các chuyên gia về an ninh trên mạng dựa trên các dấu vết mà những kẻ xâm nhập để lại đã cho rằng thủ phạm là tin tặc Trung Cộng, thậm chí là người của quân đội Trung Cộng. New York Times cho biết là các chuyên gia tham vấn về công nghệ thông tin thẩm định rõ ràng là các cuộc tấn công xuất phát từ cùng những máy tính của một trường đại học từng được quân đội của Trung Cộng sử dụng để đột nhập vào các nhà thầu cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ trong thời gian qua. Đối với tờ New York Times, họ không phải là nạn nhân duy nhất của tin tặc Trung Cộng. Sau khi công bố một bài viết hồi tháng 6 năm ngoái về tài sản mà thân nhân của ông Tập Cận Bình thu vén được, hãng tin Hoa Kỳ Bloomberg News cũng đã bị tin tặc Trung Cộng tấn công. Lẽ đương nhiên là phía Trung Cộng đã phủ nhận hoàn toàn sự dính líu của họ vào vụ tin tặc tấn công tờ báo New York Times. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng ông Hồng Lỗi đã nói rằng, theo kết quả điều tra, nói rằng Trung Cộng đã tham gia trong các cuộc tấn công trực tuyến là vô căn cứ. Đó là một kết luận hoàn toàn vô trách nhiệm. Ông Hồng Lỗi nói thêm rằng, Trung Cộng cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công trực tuyến và pháp luật của Trung Cộng rõ ràng cấm tấn công trực tuyến.